xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình cập nhật tình hình nước Mỹ để một số anh chị các bạn biết về cái cuộc sống quanh ta. Hiện nay vấn đề lạm phát nó búng rất là mạnh vào cái đời sống người dân ở Mỹ. Thì mình cũng theo dõi tin tức thị trường kinh tế xã hội nước Mỹ thì mình thấy hôm nay báo cáo theo cái báo cáo dữ liệu của những người kinh tế gia ta nhận định rằng 1/3 dân Mỹ hiện nay, anh chị các bạn biết, họ làm lương 250.000 đô một năm nhưng mà vẫn không đủ sống do mức chi tiêu lạm phát quá cao. Gọi là làm với cái mức lương 250.000 đô một năm mà làm chỉ đủ ngày nào chi ngày đó thôi, khủng khiếp. Xăng dầu ở những tiểu bang như California tăng, dầu tăng 9 đồng cưỡi, xăng 8 đồng cưỡi. Thì đó là những cái đời sống và lạm phát. Theo tôi thấy thì tình hình lạm phát nếu mà Việt Nam kiềm chế được thì là một cái cơ hội. Anh chị các bạn biết Việt Nam mình, tôi thấy là vấn đề lạm phát không đến nỗi tồi tệ. Tại vì lạm phát của Mỹ và thế giới nó đẩy cái giá trị và đời sống nó cao lên như vậy, con người ta sẽ vất vả và nó làm cho những cái mặt hàng và đời sống ở Việt Nam nó thấp. Đấy, thì những cái giới đầu tư nó sẽ ồn ồn ào ào qua Việt Nam, nó sẽ tìm những cái nhân công thấp để đặng mà nó cạnh tranh. Đây cũng là một cái cơ hội cho Việt Nam. Những cái quốc gia phát triển hiện nay tơi bời ba lá nhiều, cái dân mà lao động phổ thông rất là vất vả, cuộc sống họ phải gánh chịu những cái khó khăn cuộc sống hàng ngày. Nó không phải giống như Việt Nam đâu, tôi nói chỉ các bạn, cái quốc gia phát triển như Mỹ hiện nay mà nói về đời sống kinh tế, khi mà nó có những cái biến động, khi mà nó có những cái biến động trong xã hội đó, thì anh chị các bạn biết nó tác động vào đời sống của người dân rất là mạnh. Bây giờ tới nỗi mà người ta đi ra chợ mua cái gì nó cũng gấp đôi, gọi là 100% chứ không phải là 50%, nó gấp đôi, gấp ba, gấp tư. Đổ một bình xăng lúc trước có 100 đồng bây giờ phải 200 mới đủ. Những cái cuộc sống lạm phát nó tăng khủng khiếp và nó sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Trong khi đó tình hình kinh tế ở những cái quốc gia phát triển vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Cho nên mình cập nhật để anh chị các bạn thấy, các bạn rất là may mắn, các bạn đang sống ở quê hương, đang có một cái cuộc sống kinh tế ổn định như vậy, hãy cố gắng mà lo làm ăn. Chứ bây giờ mà ngồi đó mà mơ mộng phải đi ra nước ngoài để đổi đời. Tôi thấy vừa rồi ở trên mạng cũng vậy, có nhiều người, tôi vào tôi xem những cái tờ báo và một số những người họ đi sang Mỹ đó anh chị các bạn. Tại vì các bạn biết thường mà các bạn đi sang Mỹ mà gọi là cởi ngựa xem qua đó, đi giống như là đi theo phái đoàn hay là đi theo những cái du lịch này kia, các bạn nhìn thấy cái nước Mỹ nó rất là hào nhoáng. Và tôi xem những cái comment của những cái người mà họ bình luận về những cái chuyến đi của những cái người mà đi ra nước ngoài đó, họ bình luận ngồi thấy ham lắm kìa. Tôi thấy một số bạn trẻ họ bình luận nói rằng ôi nước Mỹ là thiên đường, nước Mỹ là cơ hội của tuổi trẻ, là tuổi trẻ Việt Nam ai cũng muốn sang nước Mỹ. Mơ đi, tôi nói chị các bạn, mơ đi. Làm 250.000 đô một năm mà bây giờ mà sống gọi là paycheck to paycheck, có nghĩa là làm ngày nào chi phí ngày đó thôi. Các bạn nghĩ đời sống nó khó khăn gì. Các bạn thấy, tại vì khi bước vào cuộc sống thực tế ở trên cái hội Mỹ này, khi bước vào cái đời sống thực tế, nó phũ phàng lắm, chứ không phải giống như nhiều người họ mơ đâu. Những ai mà họ đã có cuộc sống ổn định về tài chánh vật chất mấy chục năm về trước thì họ tạm sống
ok vậy thôi. Chứ còn bây giờ các bạn mà cứ mơ tưởng qua Mỹ để đổi đời, để tiến thân, tôi nói quên đi. Ngoại trừ các bạn được những cái phái đoàn hay là những cái nơi mà du học, những công ty của Mỹ nó đài thọ thì hoặc mai thôi, hiếm. Cho nên mình chỉ chia sẻ về quê hương để các bạn thấy rằng giá trị ở quê hương vẫn còn rất là tốt đẹp để các bạn tiến thân. Từng có nghe lời mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại, tụi nó toàn là lũ ô hợp lừa đảo. Những cái nan đề của xã hội Mỹ này nó chồng chất ngổn ngang. Tại vì tôi dân làm ăn cho nên tôi đối diện với cái cuộc sống hàng ngày, tôi thấy cái gì tôi chia sẻ về với quê hương để các bạn không có bị cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó bắt mình. Ngay cả những người tôi thấy họ có thân nhân ở nước ngoài, họ nhiều khi họ lên mạng họ cũng ảo lắm chứ không phải giỡn đâu. Tại nhiều khi thân nhân của họ gửi tiền về, tiền đô về, hỏi với Việt Nam đô 23.000, 23.000 ở đô, ở Việt Nam còn ăn được tô phở, tô cơm, các bạn thấy không, mua được mấy ký gạo. Còn 23.000 đồng là một đô Mỹ giờ. Bây giờ đi ra ăn tô phở 15, 17, 18 đô tùy theo loại. Cái gì nó cũng đắt đỏ hết. Chi phí rất là cao. Tiền nhà, tiền cửa, cái gì giờ cũng đắt. Thôi mình dừng lại đây, mình làm công chuyện đây. Xin chào anh chị các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye.